Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cái bộ trang phục của mỹ nhân có tên là Lạc Dấu Thần Tiên. Một trang phục lấy màu đỏ làm chủ đạo các bạn. Cái sọ con khỉ á, nhìn lông lá dễ sợ luôn. Hình như là có vài viên pha lê màu đỏ. Ok, hôm nay mình mang bét con chó, nó cũng màu đen màu đỏ cho nó hợp phong thủy với cái trang phục này luôn. Cùng màu nhìn cho nó đơn giản hóa đi, đỡ lè loẹt. Chơi mỹ nhân thì dĩ nhiên là đây là một nhân vật mà mình thấy rất là ưng. Ở cai tốt, khống chế đòn đánh tốt. Nhưng mà đôi khi thì cũng sẽ có một những cái pha gọi là bóp sọ thần thánh. Giống như là ngày hôm qua mình làm về nữ điều phối để giành sống cuối game bắn Rimwick, nhưng mà cuối cùng là bà này bà giật cái tít cái, thế là cuối cùng là quả súng của mình nó vô nghĩa. Nói chung là cũng hơi sốc, nhưng mà thôi kệ, dù gì thì có vài cái pha đó thì thua cũng cay, nhưng mà đôi khi nó cũng vui. Mình sẽ đi kiếm máy trước. Ôi, gặp bà điều phối. Đấy, nói chung là những cái đứa nào mà chuyên ra làm choáng, làm ơn né né nhau ra, mỗi đứa một đường. Đừng có sân si, đừng có bu tới, làm phiền nhau rất là nhiều luôn. Còn những hunter nào mà kiểu thấy team gặp những đứa làm choáng thế này, có khả năng cao là tụi nó sẽ mang phấn khích. Cho nên là các bạn cũng cần phải dè chừng, canh khi nào nó sử dụng phấn khích xong rồi các bạn hãy bắn sọ, bắn súng sau. Nghe tiếng ván đập. Rồi xong. Hunter nào á? Vũ trang. Mình đã cứ tưởng là bà điều phối mà bị dí cơ. Mỹ nhân này cũng cần phải đi trị thương cho đồng đội, bởi vì khi mà đồng đội bị đòn á là lập tức đấy, nghe phân khích ngay. Khi mà đồng đội bị đòn thì lập tức là mỹ nhân sẽ được cộng thêm một sọ. Cho nên là bạn nào mà thấy đồng đội bị thương thì tranh thủ đi cứu, tích sọ nhanh bằng những cái chiêu trò như vậy. Thôi xong rồi, tiên tri bị lát hay sao á. Chứ nếu như mà cai chay, tích sọ chay thì mình thấy rất là lâu. Ok, hai máy rồi. Rồi xong. Rồi xong rồi. Để mình... Ô nó nhấc điều phối rồi. Trận này mình mang nhánh 6 nên là tự tin đi cứu. Từ từ rồi cứu nha, bởi vì điều phối ngồi ghế lâu lắm. Chờ cho đồng đội mày mò ba cái linh tinh rồi chúng ta hãy cứu. Cứu sớm rất là thiệt thòi cho team. Chưa chết rồi, bấm hụt rồi. Body block. Chạy qua vòng nhanh bạn ơi. Nhìn cái dù nó nhọn nhọn, mắc cười. Hy vọng là nó không biết. Chắc là nó biết thôi, nhưng mà ôi, skill lên nhanh thế. Đứa nào cầm dù xanh thì đứa đó là thật nha mọi người. Còn mấy cái thứ rêu rêu này là giả. Đánh lạc hướng nó, đừng có để cho nó thấy. Trời ơi, ông tiên tri. Có mỗi cái ván để cai, ông đập xuống thôi. Rồi, điều phối sống dậy rồi.
sao, thanh niên dí mình rồi. No, 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 no. No. À. Trời ơi. Cái gì phấn khích. Ai làm gì ông mà ông phấn khích. Thôi khu này không an toàn, chuyển sang chỗ khác. Thôi chết rồi. Ngáo rồi. Rùn quá. May quá, vừa lúc cài thì hết pin. À quên, vừa lúc cài xong. Chưa đăng cài giữa chừng mà hết, nó báo hết pin như thế này thì rất là nguy hiểm. Cái game này skin nó không giống với tựa game Liên Quân ha. Bởi vì các bạn thấy tựa game Liên Quân khi mà nó có những bộ skin mà đẹp á, là nó sẽ có những hiệu ứng riêng biệt luôn. Còn đây mình thấy nó cứ bình thường. Trời ơi, có cứu không, cứu đi bà cậu. Còn đi lòng va lòng vòng hết nửa trái đất. Rồi xong luôn. Rồi rồi. Rồi ngáo luôn. Chết rồi. Má. À, trời ơi, may quá. Vừa lúc nổ máy. Chơi 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 chơi. Thôi chắc mình không thoát được chỗ này rồi. Khu này hết ván rồi. Thôi rồi. Bay màu rồi. Không sao à, skin đỏ ngồi ghế đỏ bay cũng hợp. Ờ chắc mấy ông nội kia cũng thoát hết rồi. Không sao. Ok các bạn đừng chuyển kênh, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nhé. Điểm vẫn không bằng Wu Trang, hơi bị buồn. Mình đang quay trở lại với công viên Ánh Trăng. Map này cũng được, cũng đẹp. Nói chung là mình không thích cái map kia của leo thôi. Bởi vì các bạn thấy là mấy cái ván thường thường nó xếp theo hình chữ U, rất là khó để cai. Còn chỗ này là thì đúng là thiên đường rồi. Nhưng mà gặp những cái hunter mà kiểu cơ động như là Wu Trang. Ở hôm nay gặp Gây Sa này. Đấy. Không cẩn thận là Gây Sa đát vỡ mặt luôn. Đang được anh tù nhân anh ấy truyền cho tí năng lượng. Cài cái sửa cái máy cảm giác nó mạnh mẽ hẳn. Úi giời ơi. Mấy cái trang phục này mà muốn đẹp hơn nữa là cần phải có cái phụ kiện. Trang phục vàng nhiều khi nó có vài cái tia sáng rồi mấy cái viên kim tuyến nó rớt ra, mình thấy nó làm sao nó không được ngon lành. Ổn định như là mấy cái tựa game Liên Quân. Thấy Liên Quân là trang phục nào nó SS thì là SS gì đấy là đều có hiệu ứng riêng của nó hết trơn. Nhưng mà cũng không thể so sánh với game này game kia được. Bởi vì mỗi game nó sẽ có một cái cái đặc sắc, cái nhãn hàng khác nhau. Đó, hút máu theo kiểu khác nhau chứ không phải kiểu như là gom chung vào một thứ để nói được. Không sao, vũ công cai về là ngon rồi, hai máy là giỏi. Để mình đi cứu.
nó mang cắm mắt ấy, cho nên là mò mò cũng vậy à. Xéo luôn nha, không phải chuyện đùa đâu. Ôi không cam nhưng mà cứu thấy phí nhanh sáu quá. Chắc phải đi cover cho bạn vũ công. Lại là cắm mắt. Mình cứ tưởng là pha đấy đát cơ. Ui ui ui. Bà này bà nhiều mắt thế, cắm liên tù tì ấy. Không. Pha đấy mà nhảy ván có mà mình bị tẹt rô à. Úi giời ơi, vỡ mặt. Ôi trời, vũ công không chạy đi còn đứng đấy nữa. May quá. Rồi. Một pha đát mặt đập vào tường. Có cơ hội là phải chạy đi, cứ ở gần đấy xong rồi khi chết thì bảo là tại số. Úi dồi. Ơ, đổ máy luôn. Bất ngờ vậy. Chẳng cấm khá là bao, chắc lại chết như hồi nãy. À, thôi xong rồi. Lại chết tập 2. Ôi, mấy con người kia chắc thoát hết rồi. Rồi, lại mình bay tiếp. Mất nghiệp ghê luôn. Quá đáng. Ok, và clip của mình sẽ kết thúc ở đây. Và nếu các bạn thích thì đừng quên ủng hộ channel của mình. Chiều nay thì mình sẽ làm một clip về môn đồ. Và hy vọng các bạn sẽ hẹn vào lúc 5 giờ chiều nay. Bye bye mọi người. Được suy luận hay nhất.